chào các bạn, mình là Mỹ Như. Rất vui được đồng hành cùng bản tin tuần và làn điều số 41. Bản tin phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang, cung cấp những tin tức về đời sống sinh viên cũng như những sự kiện nổi bật của Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Mở đầu bản tin tuần lần này là tin vui, hợp tác quốc tế Trường Đại học Văn Lang đón tiếp đoàn Đại sứ quán Hà Lan và báo chí Hà Lan đến làm việc và tham quan Trường Đại học Văn Lang. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động hội thảo workshop diễn ra vô cùng sôi nổi. Mời các bạn cùng Mỹ Như nhìn lại hoạt động này ngay bây giờ nha. Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang đã có buổi tiếp đón đoàn Đại sứ quán Hà Lan, Tổng lãnh sự quán Hà Lan và Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển RET nhằm tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề ô nhiễm nguồn nước tại khu công nghiệp và các giải pháp. Tại tọa đàm, các chuyên gia môi trường thảo luận các vấn đề về tái sử dụng, tái chế và đa dạng hóa nguồn nước trong công nghiệp, được xây dựng từ kết quả dự án nghiên cứu INTAI, phát triển công nghiệp bền vững tại các đồng bằng của Việt Nam, tái sử dụng, tái chế và đa dạng hóa nguồn nước công nghiệp do Đại học Wageningen Hà Lan và Trường Đại học Văn Lang đồng chủ trì. Mong rằng với những nghiên cứu, thảo luận và chia sẻ của các chuyên gia môi trường đến từ Trường Đại học Văn Lang và Đại sứ quán Hà Lan, Tổng lãnh sự quán Hà Lan và Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển RET sẽ đóng góp vào việc bảo vệ nguồn nước, góp phần xây dựng sửa đổi luật tài nguyên nước trong 2 năm tới của Chính phủ Việt Nam. Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ngày 12 tháng 5 năm 2022, lễ khai mạc chuỗi hội thảo Biên dịch Văn học Hàn Quốc 2022 được diễn ra tại cơ sở chính của trường. Chương trình được Trường Đại học Văn Lang phối hợp tổ chức cùng Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc, Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản trẻ, với mục đích nâng cao kỹ năng biên dịch văn học Hàn Quốc cho tất cả những ai biết tiếng Hàn và yêu thích văn chương. Chuỗi hội thảo biên dịch văn học Hàn Quốc diễn ra cố định vào thứ Năm hàng tuần từ 12 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7 thông qua hình thức offline kết hợp online. Học viên tham gia chuỗi hội thảo tìm hiểu về quy trình, cách thức biên dịch một tác phẩm văn học thông qua việc am hiểu về văn hóa, con người, luyện tập dịch các tác phẩm truyện ngắn nổi tiếng như Chạy đi cha ơi của Kim Aren, Giấc ngủ ngàn năm của Oh Se-yeon. Văn Lang News xin chúc mừng hội thảo sẽ thành công tốt đẹp nha! Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên chủ đề Du lịch gắn với phát triển bền vững cho cộng đồng. Chương trình nằm trong định hướng khuyến khích, phát triển đam mê nghiên cứu khoa học trong cộng đồng sinh viên khoa du lịch nói riêng và Trường Đại học Văn Lang nói chung. Buổi hội thảo gồm 9 đề tài xoay quanh vấn đề phát triển bền vững và du lịch cộng đồng. Sau thời gian các đội thuyết trình, trả lời câu hỏi từ hội đồng và tiếp nhận các góp ý, bổ sung, ban lãnh đạo và quý thầy cô khoa du lịch quyết định trao thưởng cho tất cả đội thi, biểu dương tinh thần ham học hỏi, hết mình với nghiên cứu của các bạn sinh viên. Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Viện Đào tạo Văn hóa Nghệ thuật Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nghề báo với khách mời là nhà báo Huy Đức. Sự kiện quy tụ các thầy cô trong ban lãnh đạo trường, Viện Đào tạo Văn hóa Nghệ thuật, khoa quan hệ công chúng truyền thông, khoa xã hội và nhân văn và hơn 300 bạn sinh viên. Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt, sinh viên ngành quan hệ công chúng và văn học ứng dụng được nhà báo Huy Đức chia sẻ về quá trình công tác tại báo Tuổi Trẻ. Theo nhà báo Huy Đức, sự xuất hiện của mạng xã hội, của Internet đe dọa sự sống của báo giấy, nhưng đồng thời cũng đem lại cơ hội cho những ai nhìn thấy tương lai của báo chí nói chung. Nhà báo khuyến khích các bạn trẻ nên rèn luyện tư duy phản biện, học cách quan sát đời sống và đặc biệt là nuôi dưỡng khát khao đi đến tận cùng sự thật. Đó sẽ là kim chỉ nam giúp người làm báo luôn kiên định trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi tọa đàm với chuyên đề Ứng dụng lý thuyết môi trường của Florence Nightingale trong chăm sóc người bệnh, nhằm tôn vinh những đóng góp của bà đối với việc thực hành và phát triển của ngành điều dưỡng hiện đại. Sự kiện diễn ra tại thời điểm ngành y tế hướng đến Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5. Tại buổi tọa đàm, các bạn sinh viên đã được lắng nghe bài tham luận do diễn giả Nguyễn Hồ Nhật Linh, Bệnh viện Quân y 175 và diễn giả Phan Thị Bích Nguyệt, Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học Trường Đại học Văn Lang chia sẻ. Sự kiện cũng là cơ hội để các bạn sinh viên Văn Lang trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong ngành
tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công việc của mình trong tương lai. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, sinh viên khóa 26 ngành thiết kế đồ họa Văn Lang đã có buổi chấm và trưng bày đồ án thiết kế bì sách. Đợt chấm đồ án quy tụ gần 180 sản phẩm của các bạn sinh viên, đa dạng nhiều đề tài như các tác phẩm văn học, truyện tranh, sách kỹ năng, sách giáo khoa, v.v. Đồ án thiết kế bì sách được các bạn sinh viên đầu tư về thiết kế, in ấn và trang trí. Mỗi đồ án được các bạn sinh viên thực hiện vẽ trang bì, ba trang minh họa, in ấn thành phẩm và các trang trí khu vực trưng bày. Qua buổi chấm và triển lãm đồ án, các thầy cô đã đưa ra nhận xét, góp ý cho các bạn sinh viên để cải thiện hơn về kỹ thuật thiết kế, cách phối màu sắc và lựa chọn bố cục để hoàn thiện những đồ án trong tương lai. Đầu tháng 5, các chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh có sự tham gia của thầy cô trường Đại học Văn Lang vô cùng đa dạng trên các kênh truyền thông. Ngày 1 tháng 5 năm 2022, tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Văn Lang tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp Vững Bước Tương Lai được phát sóng trên HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, tiến sĩ Võ Văn Tuấn đã cung cấp cho các bạn học sinh trung học phổ thông các thông tin như các phương thức xét tuyển đại học năm 2022, định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong thời đại 4.0, các chương trình kết nối với học sinh trung học phổ thông như chương trình học trải nghiệm Campus Tour, tư vấn tuyển sinh, các chương trình hướng nghiệp tuyển sinh và chính sách hỗ trợ người học tại trường Đại học Văn Lang. Ngày 8 tháng 5 năm 2022, tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi, chuyên gia hàng đầu ngành răng hàm mặt của Việt Nam, hiện là trưởng khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang tham gia chương trình Vững Bước Tương Lai với chủ đề tư vấn hướng nghiệp dành cho ngành răng hàm mặt. Tại chương trình, tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi đã mang đến các thông tin bổ ích như sự phát triển của ngành răng hàm mặt tại Việt Nam, tổ chức sinh viên học ngành răng hàm mặt, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình đào tạo, các môn học kỹ năng mềm cũng như cơ hội việc làm dành cho các bạn sinh viên ngành răng hàm mặt Văn Lang sau khi tốt nghiệp. Let's Talk, chương trình talk show hướng nghiệp trường Đại học Văn Lang dành tặng thế hệ Gen Z với chủ đề Kiến trúc, ngón nghề, tài hoa được phát sóng trên fanpage trường Đại học Văn Lang đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh trung học phổ thông. Trong tập phát sóng lần này, các bạn học sinh được gặp gỡ các thầy cô khoa kiến trúc, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và xây dựng, cùng hai bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Gò Vấp và Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh lựa chọn ngành kiến trúc của Văn Lang. Tại chương trình, các bạn học sinh đã được tìm hiểu về tố chất của một sinh viên kiến trúc, chương trình đào tạo, các hoạt động sinh viên tại khoa, tại trường. Để tìm hiểu thêm về các ngành học khác tại Văn Lang, các bạn nhớ đón xem các số phát sóng tiếp theo nha! Ngày 10 tháng 5 năm 2022, chương trình livestream hướng nghiệp tuyển sinh Văn Lang Q&A số 10 với chủ đề lựa chọn chương trình đào tạo đặc biệt với sự tham gia của các thầy cô đến từ nhiều khoa như mỹ thuật thiết kế, quan hệ công chúng truyền thông, du lịch, thương mại, ngoại ngữ, kỹ thuật ô tô và tài chính ngân hàng. Tại chương trình, ban tư vấn đã giải đáp nhiều thông tin về chương trình đào tạo đặc biệt như những điểm khác biệt, phương pháp dạy và học, môn học đặc trưng, đời sống sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt. Qua chương trình, hy vọng các bạn học sinh đã có thêm một phương án lựa chọn cho hành trình đại học của mình nha! Tuần vừa qua, sinh viên Văn Lang ghi nhiều dấu ấn tại các sân chơi lớn trên nhiều lĩnh vực như điện ảnh, thể thao. Qua đó, chúng ta có thể thấy sinh viên Văn Lang vô cùng năng động và tài giỏi đúng không nè? Mời các bạn cùng Mỹ Như nhìn lại hoạt động này ngay sau đây nha! Tháng 2 năm 2022, trường Đại học Văn Lang khởi động cuộc thi viết kịch bản Màn ảnh xanh Văn Lang. Cuộc thi hướng đến mục tiêu tìm kiếm và chọn lọc những kịch bản xuất sắc nhất đại diện trường Đại học Văn Lang tham gia cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam VFDA phối hợp cùng tập đoàn Netflix tổ chức. Trải qua vòng sàng lọc cấp trường, 12 trên 22 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng thi thuyết trình phim pitching được tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Trải qua vòng thuyết trình, 4 dự án làm phim đến từ trường Đại học Văn Lang đã thuyết phục ban giám khảo cuộc thi Màn ảnh xanh để tiến vào top 9 dự án xuất sắc nhất. Nối tiếp tin vui, ngày 13 tháng 5 năm 2022, lễ trao giải cuộc thi viết kịch bản đề tài môi trường Màn ảnh xanh Văn Lang diễn ra tại hội trường Trịnh Công Sơn, vinh danh 15 tác phẩm xuất sắc nhất.
Văn Lang News hy vọng cuộc thi Màn Ảnh Xanh và Màn Ảnh Xanh Văn Lang đã giúp các bạn có những trải nghiệm khó quên cũng như tỏa sáng cùng đam mê của mình nha. Vượt qua vòng sơ loại và thuyết trình thiết kế trước ban giám khảo, 8 thiết kế của sinh viên ngành thiết kế thời trang Văn Lang đã chính thức tiến vào top 40 trên 41 của cuộc thi Thiết kế trang phục dân tộc Miss Universe Việt Nam 2022. Với chủ đề Vina Woman, các thiết kế tập trung khai thác vẻ đẹp mạnh mẽ, đồng thời vẫn đậm đà bản sắc truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh những biểu tượng văn hóa truyền thống như chim lạc, rồng phượng, một số thiết kế do sinh viên Văn Lang thực hiện còn giới thiệu nét văn hóa trẻ trung, mang hơi thở hiện đại, gây bất ngờ và để lại ấn tượng trong mắt ban giám khảo. Các mẫu thiết kế lọt vào top 40 trên 41 đang được thực hiện hóa và trình diễn bởi các thí sinh lọt vào vòng chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại đêm trình diễn trang phục dân tộc, dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 6 sắp tới. Văn Lang News chúc các bạn sinh viên Văn Lang sẽ tỏa sáng với những thiết kế độc đáo của mình nha! Vừa qua, đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường Đại học Văn Lang xuất sắc đạt giải nhì giải bóng đá sinh viên thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Giải đấu do Nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Giao thông Vận tải, phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 24 tháng 4 năm 2022 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022, với sự tham dự của 32 đội tuyển đến từ các học viện, đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố. Văn Lang News chúc mừng đội tuyển bóng đá nam Văn Lang, chúc đội tuyển sẽ đạt thêm nhiều thành tích cao trong những giải đấu sắp tới nha! Trong khuôn khổ giải đấu thể thao điện tử sinh viên UEC 2022, đội tuyển Văn Lang Vimber đã xuất sắc lên ngôi vô địch bộ môn PUBG Mobile. Đặc biệt, danh hiệu MVP, Most Valuable Player của giải đấu đã thuộc về tuyển thủ Trần Minh Luân, chủ nhiệm câu lạc bộ eSports Văn Lang. Giải đấu thể thao điện tử sinh viên UEC 2022 do công ty VNG và Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam tổ chức với 3 bộ môn PUBG Mobile, Valorant và Liên minh huyền thoại Tốc Chiến. Tại khu vực miền Nam, Trường Đại học Văn Lang là trường đại học duy nhất có đội tuyển tham gia tại vòng chung kết của cả 3 bộ môn. Văn Lang News xin chúc mừng chiến thắng của Văn Lang Vimber. Chúc các bạn sẽ tiếp tục giành thêm nhiều giải thưởng tại các giải đấu tiếp theo nha! Vừa qua, chương trình đặc trưng của các khoa đã chính thức khởi động sau một thời gian dài tạm ngừng do dịch bệnh. Chương trình đặc trưng của mỗi khoa đều mang tinh thần khác nhau, chủ đề của mỗi năm liên tục được thay đổi, mang đến nhiều sự mới mẻ, cũng như thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên của trường. Trong bản tin lần này, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những hình ảnh nổi bật của chương trình đặc trưng của các khoa đã diễn ra trong tuần qua nha! Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Khoa Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức thành công chương trình truyền thống đặc trưng Thiên Điểu 2021 với chủ đề Hừng Đông. Hừng Đông là hình ảnh tượng trưng cho sinh viên Khoa Xã hội và Nhân văn dưới mái nhà chung Văn Lang, luôn mang trong mình một trái tim khát khao được tỏa sáng, được sống hết mình và cống hiến hết sức trẻ cho cuộc đời. Tại chương trình, các bạn sinh viên đã tri ân các thầy cô vì những nỗ lực và cống hiến trong những năm qua với hành trình giảng dạy. Chương trình cũng là món quà mà sinh viên khóa dưới dành tặng cho các bạn sinh viên khóa trên, cựu sinh viên Khoa Xã hội và Nhân văn, cũng như tạo ra sân chơi để sinh viên gắn kết với nhau và truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho sinh viên khóa mới. Văn Lang News chúc mừng Thiên Điểu 2021 đã tổ chức chương trình thành công tốt đẹp. Sau thời gian tạm hoãn vì tình hình dịch bệnh, sự trở lại của các chương trình đặc trưng của các khoa sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa cho đời sống sinh viên Văn Lang. Mở đầu chủ chương trình đặc trưng của các khoa là chương trình Gen Z 2021 với chủ đề Nexus của Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức tại hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở chính Trường Đại học Văn Lang. Hòa cùng niềm vui của các bạn sinh viên ngành tài chính ngân hàng và bất động sản, các bạn du học sinh người Lào đang theo học tại khoa cũng góp sức mình tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện. Gen Z 2021 Nexus sẽ là nơi gửi một lời cảm ơn đến các bạn cựu sinh viên về quá khứ rực rỡ và cũng sẽ là nơi gửi những lời hứa về một tương lai tươi sáng phía trước của các thế hệ tiếp theo. Văn Lang News chúc các bạn sinh viên khoa tài chính ngân hàng sẽ luôn tự tin, vững bước trên hành trình của mình. Những hình ảnh ấn tượng về các chương trình đặc trưng của các khoa cũng chính thức khép lại bản tin tuần và lần nhiều số 41. Các bạn hãy theo dõi bản tin trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin Văn Lang News tuần sau.